Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản miễn phí tại Long Thành, Đồng Nai. Anh chị nào mà đang có nguồn tài chính hơn 2 tỏi mà muốn sở hữu cho mình một lô đất rẻ đẹp nằm ngay trục đường lớn để vừa ở vừa kinh doanh thì anh chị đừng bỏ qua cái video này anh chị nhé. Video hôm nay thì em sẽ lên cho anh chị một lô đất nằm trên trục đường 20m thuộc khu dân cư Tín Nghĩa thuộc phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là vị trí lô đất ạ, từ cây này sang đây là 5m và sâu vào kia là 21m. Tổng diện tích là 105m2 nha quý anh chị. Giá chỉ hơn 2 tỏi thôi ạ. Trục đường này là trục đường 20m, hướng lô đất là hướng bắc nha quý anh chị nhé. Vị trí này thì anh chị có thể là vừa ở vừa kinh doanh rất là ok. Mình chạy thẳng ra đây là đi ra đường Phùng Hưng, đi ra Ủy ban Nhân dân phường Tam Phước, đi ra khu công nghiệp Tam Phước luôn anh chị. Khu này là nhà kín dân đông anh chị nhé. Đường xá vỉa hè, hành lang điện âm nước máy như em đang quay đây, cũng như anh chị đang nhìn thấy từ live cam nhìn xuống ạ. Vị trí lô đất đây ạ. Đó, vị trí lô đất sát đây anh chị ha. Ở vài bước chân thôi thì mình đi ra đây là chợ này, chợ rồi đường trung tâm trục chính của khu Tây, khu Tín Nghĩa anh chị. Vào trái là mình ra khu công nghiệp Tam Phước luôn. Từ vị trí đất này mình có thể cũng đi sân bay Long Thành, đi thành phố Hồ Chí Minh, đi tất cả các thành phố lớn trong vòng bán kính khoảng là từ 15 đến 30 km thôi anh chị. Nhờ nhiều tuyến đường kết nối như là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, quốc lộ 51 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là vị trí lô đất anh chị ha, ngang này 5, sâu vào trong kia là 21, tổng diện tích là 105m2, sổ hồng riêng, vun thổ cư. Và đất ở đây là đất ở đô thị nha quý anh chị. Đó, hướng này hướng bắc nha, trục đường này thì anh chị có thể là vừa kinh doanh rất là ok. Giá chỉ hơn 2 tỏi thôi anh chị nhá, hơn 2 tỏi chút xíu thôi anh chị đã sở hữu cho mình được một lô đất nằm trên trục đường lớn như thế này, vừa kinh doanh rất là ok nhá. Đây là phường Tam Phước, đây là thành phố Biên Hòa và đây là tỉnh Đồng Nai. Cách sân bay Long Thành 15 phút di chuyển thôi anh chị. Nên anh chị nào hôm trước chợ đang hỏi em muốn tìm cho anh chị một lô đất nằm trên trục đường gần chợ, gần khu công nghiệp, trục đường lớn, vừa kinh doanh thì anh chị đừng bỏ qua video này. Hãy gọi ngay cho em để được hỗ trợ anh chị nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.